xin chào cả nhà nha. Hôm nay Tân cùng Du Thủy sẽ đi lấy ổ bom khủng ở tại anh chị. Ở đây thì do chủ nhà ta điện kêu bắt giùm ở nhà. Thì bây giờ Tân cùng lại để gặp Hạnh này các bạn. Hạnh đang là gặp Du Thủy ở đây. Chả ha. Dạ. Dạ rồi ạ. Bây giờ Tân cùng Du Thủy sẽ đi ra ngoài anh chị để bắt ổ ong ngoài anh chị trước. Cái đầu ta khúc nào ra? Ngày bắt quá sạch luôn. Vậy hả? Bắt quá sạch vậy cũng mới sạch. Rồi ok. Đây, lên nè. Lên dây cọ đây đầy đủ chưa? Dạ. Trình nhớ nhà, hy vọng ở nhà mình xem clip vui vẻ. Bây giờ mấy anh em ra thành chị. À, xin chào cả nhà nha. Giờ Tân cùng Hạnh đang có mặt tại bên anh chị tỉnh Sóc Trăng cả nhà. Bây giờ hai anh em ra tới Châu Lộc rồi đó nha. Chào cả nhà nha, bây giờ mấy anh em sẽ đi qua nhà của ông anh ở đây để lấy cái tổ ong hôm nay. Nhà mình xem tiếp giúp bắt ong tại thành chị của mấy anh em nha. Xin chào cả nhà nha, bây giờ mấy anh em đã đến được nhà của ông anh ở đây thì anh dẫn mình cái Du Thủy để bẻ ong. Ở đây thì gặp mấy trái trên cây lủng lẳng trên trên vàng. Nè, sẽ đi ra sao các bạn. Tổ ong lủng lẳng trên cành, trong này có nhộng ngon lành lắm thay. Đâu rồi? Tặng là sao luôn. Ngày đám hôn á. Xin ống cây lăng mẹ về ngâm rượu. Có hầm hố rồi trời đi chụp. Làm đâu vậy? Đâu? Vậy bằng độ này mới đi bản được chứ. Đây cô chủ nhà cô. ông này mình nuôi hay là tự nhiên cô? Tự nhiên. Bự quá lớn cô. Bữa không thấy bự lớn. Dạ, giờ bữa nay chắc bự hơn nha. Này bữa nay mình vô nhà của cô ở đây để bắt ổ ông này. Và anh kêu vô đây trốn đi, anh kêu. Vô mà anh kêu đây trốn nè. Ba cái này nhiều quá giờ không thấy đó. Dạ. Bây giờ Thủy đi qua anh kia để thám thính này các bạn ơi. Để hồi thông báo sau. Dạ, lên truyền hình luôn. Ngã năm quê tây quê. Sao con nghe trong nào con? Thấy nó bắn chưa? Nó bay lên cái bàn á đó. Con bự bự luôn à. Phào. Con bự bự. Góc đó. Như ngay sát ốc dừa rồi, giống như ốc dừa rồi. Gần ốc dừa đó. Bay lên bay. Bự. Ông này là ông môn không phải ông người rẻ nha các bạn. Thích ông vậy. Một ê, ông này tối dữ à Hạnh ơi. Không vô đó động được à. Đừng vô đó. Được bác ra ngoài trước đi. Cô ngoài trước. Coi đường đi, ông ở bên đây ông thấy mà. Có đâu, hồi chàng nó luôn chứ sao giờ. Hả? Vừa tưởng luôn nè.
Bây giờ mấy anh em chuẩn bị ban đầu các bạn. Quá. Xin chào cả nhà nha. 800 người đang đợi một sao đất ông. Được chưa hả anh? Rồi vô đây nè. Trải nghiệm. Vô đây coi. Không sao đâu. Không sao hả? Vô là nó bu hai thằng tổng đâu sao tới đây. Nó ra tới. Hãy quên nữa trời. Chào cả nhà nha, bây giờ tao với Hạnh sẽ vô tặng ông đây. Vô bản nói vậy. Bản không biết sao vậy. Đổi chưa? Sát đất luôn tao à. Hả? Làm sát đất luôn hả? Không bự không? Cameraman cũng bị quên cái gom gì hết. Để ăn cho người. Ở anh này không có bự không các bạn ơi. Con bự bự luôn à. Con bự. Con bành bành luôn. Cái này mình đang ở bên dưới này. Cây do mà thường cây cận là nó hay bị ong nó đái ba cái độc đó các bạn, tịch độc tịch lên cái kính camera cho nên là đôi lúc nó bị mờ cái hình ảnh nên gần cả nhà mình thông cảm. Thì cũng đỡ hơn chút xíu, mốt đi nhớ dặn còn dưới ướt mới được ra phải lau cái máy quay mới được để mình bấm cái tay mình dính ngọc nó khi quên quên nhớ mắt giữ mắt bờ là nó rát rồi nó mờ mắt các bạn. Mình bị mấy lần lúc trước tạo bu ngon rồi đấy chưa hả, mấy con bi bu quá bu hết rồi hả à. Có không dám bu vô hai anh em à. Đi xuống luôn cà phê cà phê giống ra đó nó đúng mình là nó trắng không cho nó bị bự hơn mà nè hơi ít nhỏ nhỏ đã không bự hơn nhỏ nhỏ ít không biết. Ở nhà mình ủng hộ mấy anh em bằng cách đón xem nhiều clip bằng cách đăng ký kênh ủng hộ, và mấy anh em nào cần xài nhậm ông mình có sẽ để số điện thoại ở đầu clip ở nhà mình xem
và liên hệ gặp ảnh nha. Bên tôi còn mà đi ra dọn không? Mà bên tôi nó còn bu không? Nào dọn ngon biết đạp cái bệnh luôn nè. Nó nằm ở dưới gốc dừa dưới giò cái nhà đạp cái một lần. Thêm lắm. Đây thành quả. Thành quả được vài trăm con à. 400-500 mà. Nhiều lắm á các bạn ơi. Đây coi cái ổ ong. Ơi ổ ong này nhộng nhiều nha ảnh này. Không biết có sữa từng hay không thôi. Thấy nhộng lòi ra tới ngoài luôn nè. Này là nuôi trên cái dừa rớt xuống nè. Cái sợi trên cái dừa rớt xuống á hả? Nhưng nó rớt xuống rồi nó làm dưới luôn á. Ồ. Anh ơi mời. Cái này sẽ tầm lum chứ. Nó đỡ nó nổi. Bớt cái vỏ cho nó khỏe vậy. Nhộn xấu quá. Ừ. Được như đây thôi các bạn. Nhộn không đẹp. Dựa hai nồng ra. Thấy đều luôn luôn các bạn. Đường xa mắt mờ. Về nhà đi hả nâu. Trời ơi. Ở một cái thúng luôn. Xong rồi hả? Ừ. Hai xin chào cả nhà nha. Thành quả một cái bông rất là xinh xắn. Giờ ra ngoài để coi hạnh sẽ sang ông cây, vô rủ các bạn ha. Này cây gì ta, cây sung ha. Không biết sung cái gì người. Đây trước. Quả mà. Này con rồi ra đây coi nè. Trong bao rồi. Đấu gì đâu? Đi nào. Đi. Trong bao đó gì? Nó đâu ra ngoài được đâu sợ. Ở đây coi nè, muốn biết ở đây coi nè. Đây mát này, ảnh ơi. Đây nè. Chào cả nhà nha. Giờ hai anh em sẽ chiếc ong ra cho cả nhà mình xem. Cái sự góp mặt của 800 người nữa các bạn. Tôi chỉ cho lấy nè. Chú ơi. Đấy, nó bay gần con kìa. Ông bầu, ông bầu. Hôm qua ông cạn cái đường này nè nha. Cạn đường này ông lỡ tới chỗ này nè. Chú ơi, bên cái gần tới cái con quẹo đó. Là có cái nhà mà có đường vô. Thôi vậy nè, hồi chú lại dẫn vào bản luôn mày đi. Cái bên dẫn vào bản luôn đi cho nó khỏe. Ở Phú Lộc này. Chỉ hồi hai đi lạc đường luôn. Mấy kia nó chỉ mà nó đi xuống này lấy cho nó hai ổ mà. Mấy nó nổi chích nổng đó. Nồng nồng. Nó mở ra nó bay sao? Đó. Bình thường. Ơi, quất ổng con vít rồi kìa, cái đầu kìa. Đúng không? Trời xuống dữ ta. Cái ổng vậy. Ta ngồi đây nó không được, phải được ổng. Hên nhém nó đóng nghe. Đi đầu rồi. Đứng xích vô đây nó bay lại cho. Đi ra ngoài sẵn nha. Thử rồi ổng chạy lẹ. Hả? Không. Ra ngoài sẵn kìa, đụng nó có gì nha, nó bay nhóc không à. Không đâu, hết bay. Tại con nó mị ấy nè. Ngoài. Nằm ngoài cái bọc. Ngoài bọc. Tính ra vậy là biết ổng cũng còn lẹ. Nó cao quá. Tưởng đâu dứt vô cái chán này chứ. Này làm ngon luôn. Thành ông thọ. Ông chào sao? Dắt này chưa có sao. Xém nó gỡ chủ nhà. Chết trời. Ồ nhiều lắm á. Cái này không dưới 500 con đâu ảnh ơi. Nhiều à.
Ở trong nó nằm ngoài mở ra nó chọc không kịp. Mấy cái này cũng rách lỗ chị chồng. Ra cắn. Ừ. Tôi lâu lâu phải đổi nữa. Tôi bật đứt rồi. Ừ. Dư giống. Trời tôi thứ còn sắc. Các bạn ơi nên nên ra đi coi bác ông. Chừa hai con mắt chi cũng vậy. Ừ. Tội bắt không. Chừa có hai con mắt cũng vậy rồi chị ơi. Nguyên gia của tội thì bắt không bằng. Tội rồi không đổi cái bộ đồ dữ dữ. Vuốt. Đây cái phần vô ông trong keo các bạn ơi. Vô sao mà vô bụi được. Đây con nè chạy. Mà sợ vô. Nãy bà thắc mắc rồi kìa, bà hỏi ông con ông đâu. Đây nè, ông nó nằm vậy nè. Lại gần mới thấy được. Một cái con ông bị giết sao không lấy bao tay chụp. Mà lấy dao là em nói lộn chợ qua. Bao tay chụp sao dính. Không về đâu quen rồi. Ai vô sao khổ anh nãy ông chưa quen nó chạy quá. Quen rồi đi ngồi đây không nó không mua ở đây mà dí được. Wow, tính đẩy vô trán rồi đó. Dính tóc luôn. Vậy mà không bị dính là không hên nữa chứ. Dạ cho anh có tóc. Không, con nó làm như là nó bay sẵn nó sắn đại sao ngay chăn ổng luôn á chứ. Nó sẵn. Nó bay tốc độ rồi. Đây nó vụt ra là nó hết cái đường rồi. Nó bay sẵn sao ngay chăn nó chán ổng đâu có chết, chích cái đó cố tình chích là lụm rồi. Nghe cái cốc. Cô ơi, coi phải ông này không cô? Có lồng dấu không? Có lồng dấu ông nuôi nha. Làm như là nó đóng ở trên cây gì nó rớt xuống hay sao á. Rớt rồi nó làm ổ dưới đó luôn á. Con ông bị giết đưa cùng. Chứ cái đó nó làm thấy ông dính với cái vỏ dừa dưới luôn mà. Đâu có ông nào mà nó làm dưới cái vỏ dừa được. Có cái vỏ dừa ở trên ổ. Như nó rớt xuống á. Ông này bự ha. Ê, bự, có chừng bự cả ông lỏ ông qua. Rồi con lỗ qua nhỏ nhỏ không được. Nhiều mới đủ cũng tội uống. Trên nóc tay nhóc. Ủa chú ơi, chú ông đâu ra vậy? Chú ông nhà con ở sau đó, chỗ cái dừa đó. Không có đi ra sau nghe. Đây một buổi đi bắt ông ở tại Thành Trị. Ở đây thì gia đình thì cũng kêu lại bắt ở sau nhà thì nói chung là có ổ ong thì nó khá nguy hiểm các bạn. Ở nhà có giường mà đi ra lỡ một là người lớn hay là nít đi ra mà không biết mà đạp chúng hay là làm cho động cho nó ra một cái là rất là mệt mỏi, rất là nguy hiểm. Cái nóc con này. Con này cái nó bay cũng kỳ kìa. Con rượu trở lên nóc đi. Nó sợ vô rượu. Nhớ về lời một. Bay rồi. Nãy giờ điếm con luôn chưa? Hết cái đường điếm. Lấy mà điếm lại mệt. Điếm này là bệnh luôn. Tới chiều chưa rồi. Chết luôn chứ sỉnh gì. Vô là quéo mà. Rượu này. Chà, lên trên miệng dữ lắm rồi hắn ơi. Đi trắng tay luôn á. Búng rồi, không mới bóp cho nó ngủm vô tỏi rồi. Ở Thành Trị thì ở Phú Lộc này có một ông có bạn chim bắt hai ổ nữa nè mà tôi nãy tôi nhớ như là nó bình luận ở trên cái tốt á. Ừ. Nghe gốc đè bay xuống rồi đè nó cái luôn đi thì nó đi rồi đè vô keo luôn đúng, đúng vô keo luôn đó còn con rồi. Ủa, cũng nửa cây rượu rồi chứ bộ à. Rộng quá, quá tệ. Ổ này rộng yếu quá các bạn. Rồi, ở nhà mình ra người cốc cốc đi.
Lấy nước uống cái gì? Dụ này uống luôn nó gì? Nó chơi ngâm lâu, ngâm cả năm chạy mới uống được nha. Mình đưa vô uống rồi rảnh phô câu à. Uống luôn cái lọc hả? Tính là tính làm sao? Con rồi nước làm sao? Nước tặng người ta. Rượu tặng người ta. Vậy đó hả? Cái chị trời, cái nước đầu này là cái này là nọc không nè. Cái đó mới quan trọng. Chị gì ta? Nhức mỏi rồi kia. Ông kia điện hỏi, hỏi xuống mua, hỏi mua uống rồi tao ngủ cái gì? Tao ngủ rồi tối nó thức không? Biết uống lần sau. Biết sao chết à, uống là ngon quá, đi vô lấy rồi. Chưa thể chưa có đầu đâu. À, chào cả nhà nha, vừa thì cả nhà mình xem buổi bác ông ở tại thành trì đến đây là kết thúc nha. Được ít nhậu với 500-600 con ông rồi đó. Thì vòng ở nhà mình xem clip vui vẻ nha. Rồi bây giờ gia đình mình ăn mừng nhã cái đi. Kiếm quán nào đi rồi mình ăn mừng. Con 5-7 cây đi vô đường nào? Con dạy. Ở ngoài đó vẫn Mỹ Quế tới đường sen chưa? Dạ, đó là con nhộng á. Nhộng này nấu cháo với câu cá đồ chạch cẩm á, ba chạch cẩm vô với thầy trai. Dạ không sao, sen là muốn chổng rồi bỏ vô keo luôn. Chúa chúa hả? Chúa lấy bỏ keo luôn. Chưa tới ngã tư sen hả? Chưa ra hả? Trong này nè bò ra nè, chưa ra nữa đó nè. Dạ nào kêu chú không bắt lên coi ngã năm tivi cái nó bò nhoi không có lộn kìa. Dạ, mấy cái đó là cái nha trứng của nó đó. Nó lấy cái kẹo mì mì. Lúc nào đâu có tôi rồi ông nói nữa, tôi biết liền à. Kinh chùa. Kinh chùa. Rồi, giờ bye bye và hẹn lại cả nhà trên kênh Năm TV trong những clip mới nha cả nhà. Rồi, ba. Đi tới cái đường. Bye cả nhà, ủng hộ và quan tâm mấy anh em nha. Mua nhậm mua ông gì đó liên hệ mình để số điện thoại ở đầu clip nha cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Giờ không có thấy ổ ông người giả rồi các bạn ơi. Giờ chỉ thấy ống gùi, ống gùi này nhỏ quá ta. Ống mùi mà đậu bự. Đây, cận cảnh ổ ống gùi. Nguyên tay. Ống gùi, ống này thấy ống mặt nó xíu à. Mẹ đi cưa giờ cho ống xài, đến lúc tháng này đâu mặt nha. Cho ai? Ông hai hả? Ống gùi giờ đâu có mặt nhiều. Cho số điện thoại tôi đi, tôi đi làm có chỉ cho ông. Ừ. Đây. Quá đơn giản. Quá đơn giản. Này, siêu. Ông siêu mini. Siêu to không lộn. Ba giọt các bạn. Này lấy mua ổ mì kẹp chưa? Đơn giản.